một quả là cái nước ấy, và thì thế là mình thấy nó nãy nó nói gì hết này, hai bước dài chưa ra, dòng qua đầu, kéo cái chân này lại, hai cái tay dòng qua này thì chặn lại, ha, rồi xong gạt qua bước lên, đẩy lên cái đầu, tức là quay đầu, cái đỡ cái đầu á ha, ổn kéo lại, bước ngang qua, chờ cái đó. Năm, cung và cứng kêu lại, được cái đầu được cái này, cái thước lại, đỡ, sáu, đứng lên, bảy, nở, đỡ nè, tám, kéo cái qua đây, chín, kéo cái này về, vòng qua đây, đánh xuống, thì cái thước này nó nằm vậy này, vì hạt để ngang xuống dưới này, không có để lệ, để xuống dưới này, đó, điều kiện nào mà để cho vô ở trong không là xa hết, thì lấy gì hầm để trong không là xa. À, dòng qua đầu đánh tới, dòng qua đầu để đi để mình đỡ cái chuẩn của ta đánh tới mình trở lại tâm xong á, dòng cái đầu mình đỡ lên á thì cái chân mình bước qua đây đỡ xuống dưới, dòng mình á đỡ xuống dưới này, nhấc cái chân lên tâm và đầu đỉnh lên, rút cái chân lên nghe ta rút cái chân lại, quay người tâm tiếp. À, xong nhắc cái chân này, nhắc cái chân này qua để cho mình bước lên cho nó dễ, cứ cái này này, đấm này, gạt này, bước cái chân lên, tâm từ dưới tâm lên cái hậu, quay qua đỡ, dòng trở lại, xéo qua bên này, để nó xéo qua này nhớ là phải bước ha, bước lên, kéo chân lại đi, bước lại thanh tới, quay cái bước lại. Cái đường mình đứng này, quay cái đặt bả là mình cầm cái này, mình cầm được rồi, mình tập vô, cái này tập vô, tập cái này vô này, tát vô mặt nó, tát vô á, thì em cái lưỡi này, cái tay em không để vậy, cái tay như này, tát vô nó, có buộc cái mặt cái này nè, nếu mà để vậy cái đúng cái tay mình luôn, ha, tát vô, dầm trở lại nè, dầm trở lại, kéo qua, tâm tới, tới chút nè, như vậy dầm quanh tay giữ là các anh chị để thế này, các em nó không có để vậy ha, mình tát lên, tát luôn, muốn tần muốn tần tát cho mặt lên, dầm qua lại, nhảy về, kéo lại, đâm tới, đâm nó đâm thì có một cổ lẽ mình cầm cỡ nào cũng được, đâm đâm mà, còn tới cũng đâm thế nữa, dầm thì mình không có sợ cầm gì hết, vô dầm cái lại, chéo cái sao? Không có đứng ngang sao cái này còn bước ra ta đánh dục lẳng dòng đó là chú kéo chân dòng qua đầu bước lên dòng vô mà vô lên vô kéo lên cái đỉnh lên đỉnh nhá một lần dòng lên 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 đỉnh nào sau bước tới bước lên dòng dòng lên đỉnh đầu ha bước tới dòng xong nó dòng qua đứng ra kẹp cái đầu này, quay cái lại, bước qua này, nhảy một vòng, đánh ngang cái này, chỗ này cũng vậy, cái tay gì hàng cũng cầm vậy đó, cái tay lưng cũng vậy á, đánh một cái này lên đánh người ta thì không có, cái tay để như này, ha, qua cái lại, đưa cái bước lên, đưa lên, vòng qua đây, kéo xuống, vòng dưới này. Một, kéo lên, dòng qua đầu, ba, nhảy được cái sao, đắm ngược lại, dòng qua trước,